Những thông tin chính yếu có trong 365 toàn cảnh. Dệt may hướng tới mục tiêu xuất khẩu 47 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Tại Hà Nội, hơn 61.000 người đăng ký trợ cấp thất nghiệp. Phóng sự ngắn trong nước, tưng bừng liên hoan trình diễn trang phục dân tộc thiểu số. Tiêu điểm, làm gì để phát triển kinh tế ban đêm tại những đô thị lớn. Nỗi lo thiếu an toàn giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Trong phần tin thế giới, tình báo Anh cho biết Nga dựng phòng tuyến chuẩn bị đợt rút quân mới. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi 365 toàn cảnh. Thu Hiền rất vui khi được gặp lại và chia sẻ đến quý vị những thông tin hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Và trước hết thì chúng ta hãy cùng kết nối với chị Thu Thủy từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm những vấn đề đáng chú ý tại khu vực này. Xin chào chị Thu Thủy. Xin chào quý vị khán giả, xin chào chị Thu Hiền từ khu vực Hà Nội. Hôm nay Thành phố Hồ Chí Minh có những thông tin đáng chú ý liên quan đến các vấn đề về công tác chấn chỉnh tình trạng giao thông vào cuối năm và nỗi lo mất trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc. Đến với phần tiêu điểm hôm nay sẽ đề cập đến những bất cập và phương án phát triển kinh tế đêm tại những đô thị lớn sẽ được thông tin chi tiết ở phần sau. Xin quý vị hãy giữ nhịp cùng chúng tôi để được cập nhật liên tục những thông tin mới nhất. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Thu Thủy. Hẹn gặp lại chị trong chốc lát. Còn bây giờ là 365 toàn cảnh của ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau nhiều tháng tăng trưởng ảm đạm thì trị giá xuất khẩu rau quả tại nước ta đã ghi nhận nhiều điểm sáng trở lại trong tháng 10 vừa qua, trong đó thị trường Trung Quốc đã chiếm ưu thế. Trong tháng 10 năm 2022, xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt 310 triệu đô la Mỹ, tăng 28% so với tháng cùng kỳ năm 2021. Góp phần vào sự khởi sắc này nhờ trị giá xuất khẩu rau quả sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc đã tăng mạnh, đạt 152 triệu đô la Mỹ. Theo Cục Xuất nhập khẩu, triển vọng xuất khẩu hàng rau quả tới thị trường Trung Quốc có nhiều tín hiệu tích cực là nhờ nhiều mặt hàng như sầu riêng, khoai lang và tổ yến đã được xuất khẩu theo đường chính ngạch sang Trung Quốc. Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt này, Cục Xuất nhập khẩu nhấn mạnh các doanh nghiệp cần kiên trì và luôn luôn phải đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm vì đây là yếu tố bền vững để tăng trưởng xuất khẩu vào một thị trường. Vẫn là một thông tin về kinh tế, thưa quý vị, dù phải đối mặt với nhiều thách thức do đơn hàng sụt giảm, lãi suất tăng cao và chênh lệch tỷ giá, song ngành dệt may vẫn kỳ vọng vào những dấu hiệu khởi sắc trong năm tới với mục tiêu xuất khẩu tăng trưởng mạnh hơn. Nhìn nhận về triển vọng của năm tới, Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng toàn ngành tiếp tục khẳng định sự đột phá hướng mục tiêu xuất khẩu từ 45 đến 47 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. Để thực hiện thành công mục tiêu này, phía Hiệp hội tiếp tục thực hiện tốt vai trò kết nối các doanh nghiệp trong nước cũng như với các doanh nghiệp FDI, hình thành chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường xuất khẩu, thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Trong khi đó, về tình hình xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm nay, toàn ngành xuất khẩu đạt 37,9 tỷ đô la Mỹ sang 66 quốc gia. Dự kiến vẫn giữ mức tăng trưởng tốt cho cả năm 2022 với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 42 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,8% so với năm 2021. Thưa quý vị, tính trong 10 tháng đầu năm 2022 thì tỷ lệ người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp đã tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái với trên 61.000 người. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, trong số này có đến 70% người đăng ký hưởng trợ cấp từ 25 đến 40 tuổi. Tỷ lệ nữ cao hơn nam, mức hưởng bình quân 4,35 triệu đồng mỗi tháng với thời gian là 5,5 tháng. Trong đó, nhân viên bán hàng, kỹ thuật điện tử, kế toán là 3 nhóm đăng ký trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất. Nhìn nhận về tình hình này, phía Trung tâm cho rằng tình trạng lao động thất nghiệp dịp cuối năm vẫn xảy ra, song không ồ ạt như phía Nam. Hà Nội hiện chưa ghi nhận hiện tượng mất việc tập thể. Là thủ phủ chăn nuôi của cả nước, cung ứng thịt gia súc gia cầm cho nhiều tỉnh thành, ngành chăn nuôi của tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương thực hiện đồng loạt các giải pháp phòng chống dịch bệnh để bảo vệ đàn vật nuôi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước xuất hiện một số dịch bệnh nguy hiểm ở động vật. Cụ thể, cả nước có 40 ổ dịch bệnh cúm gia cầm AH5N1, AH5N6, AH5N8 tại 21 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy hơn 93.000 con gia cầm. Ngoài ra xuất hiện hơn 1.150 ổ dịch tả heo châu Phi, buộc tiêu hủy trên 53.000 heo và 240 ổ dịch bệnh viêm da nổi cục trên châu bò. Từ nay đến cuối năm, nguy cơ dịch cúm trên động vật được dự báo sẽ còn phức tạp. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn người dân chủ động giám sát gia cầm có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, không buôn bán giết mổ tiêu thụ gia cầm mắc bệnh,
khi xảy ra ổ dịch cúm, địa phương cần tập trung mọi nguồn lực để tổ chức kiểm soát và phối hợp cùng ngành thú y, xác định nguyên nhân gây bệnh, kịp thời cảnh báo, xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm gia súc mắc bệnh. Thưa quý vị, vừa qua tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã diễn ra liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề Sắc màu trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Tại đây đã diễn ra rất nhiều những tiết mục trình diễn trang phục dân tộc vô cùng đặc sắc và đầy ấn tượng. Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân 17 tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức với mục đích cụ thể hóa các chủ trương về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số. Thông qua đây góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc khu vực phía Bắc trong nền văn hóa đa dạng mà thống nhất của cộng đồng 54 dân tộc anh em Việt Nam. Có thể nói rằng đây là một cái sự kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số khắp mọi miền tổ quốc tụ hội về đây để tham gia các hoạt động với một cái mục tiêu, đó là chúng ta tăng cường cái tinh thần đoàn kết, sự hiểu biết, giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong các cái hoạt động hàng ngày, và đặc biệt là thông qua các hoạt động của sự kiện mà chúng ta hướng tới một cái việc là nhằm tôn vinh, gìn giữ những cái giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam để chúng ta truyền lại cho cái thế hệ sau này những cái giá trị mà cha ông ta đã nhiều năm xây dựng, và những giá trị đó đã được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Với chủ đề Sắc màu trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển, sự kiện được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11, quy tụ gần 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc cùng tham dự rất nhiều hoạt động đặc sắc như trình diễn trang phục dân tộc thiểu số, trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng, trình diễn theo dệt thủ công trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số. Tại đây, các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng dân tộc thiểu số lần lượt trổ tài với các tiết mục trình diễn ấn tượng. Những bộ trang phục dân tộc xinh đẹp, nổi bật được khéo léo trình diễn khiến mọi người đều háo hức thưởng thức, góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tiến bộ. Thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cùng với chị Thu Thủy. Xin mời chị Thu Thủy. Xin cảm ơn chị Thu Hiền với những thông tin vừa rồi, và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với những nội dung đáng chú ý tiếp theo. Trước hết sẽ là nội dung từ phần tiêu điểm. Kinh tế đêm là mô hình đã hiện hữu ở nhiều quốc gia trên thế giới và trở thành biểu tượng sức sống của các đô thị. Tại nước ta thời gian qua, kinh tế đêm cũng là định hướng phát triển của nhiều địa phương, trong đó có cả Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thực tế cho thấy tiềm năng thì có nhưng vẫn khó phát triển. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, kinh tế đêm đã được triển khai trên thực tế với một số hình thức phổ biến như các khu chợ đêm, các tuyến phố đi bộ, tuyến phố dịch vụ ẩm thực, và được xác định là một trong những giải pháp chiến lược để thúc đẩy cho ngành du lịch thành phố, nhất là sau dịch Covid-19. Do đó, thành phố đã đề xuất mở thêm phố đi bộ vào các ngày cuối tuần tại 22 tuyến đường ở khu vực trung tâm cho đến năm 2025. Thế nhưng khi nhìn nhận thực tế, lãnh đạo Sở Công Thương cho biết lộ trình phát triển kinh tế đêm tại thành phố vẫn chưa phát triển, vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, khung pháp lý. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi các địa phương có những đề án, dự án đăng ký với thành phố xin phép triển khai, khi lấy ý kiến các sở ngành thì gần như các đơn vị không có cơ sở gì để có thể góp ý hỗ trợ. Do đó hiện nay không có một khung chung hỗ trợ các loại hình kinh tế đêm. Không chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều thành phố lớn khác như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ cũng gặp một số vướng mắc. Bên cạnh những khó khăn Thành phố Hồ Chí Minh gặp phải, các địa phương còn lại cũng chỉ ra một số tiềm ẩn của hoạt động về đêm như mất an ninh trật tự xã hội, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Sau khi lắng nghe và nắm bắt được những mặt hạn chế này, Bộ Công Thương cũng đã gợi ý một số nhóm giải pháp. Cụ thể, khuyến khích các địa phương tiếp tục rà soát chính sách và khung pháp lý liên quan đến phát triển kinh tế đêm, tập trung vào các quy định về khu vực hoạt động, sản phẩm ưu tiên, phân định rõ trách nhiệm và thẩm quyền giữa các cơ quan trong việc quản lý hoạt động kinh tế đêm, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia các hoạt động thúc đẩy kinh tế đêm, cùng với đó xây dựng các quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh ban đêm hoạt động 24/24 giờ.
Chuyển sang cụm tin vắn đáng chú ý tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt cao điểm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là kéo giảm tai nạn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trong những tháng cuối năm 2022. Theo nhiệm vụ được giao, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ chịu trách nhiệm xây dựng phương án và huy động lực lượng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong khu vực, trong đó ưu tiên giám sát quanh các điểm giao thông phức tạp như cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và khu vực cảng biển Cát Lái Phú Hữu. Lực lượng chức năng sẽ thường xuyên rà soát, chấn chỉnh, đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quản lý và phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Vẫn là một thông tin về giao thông, thưa quý vị. Thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, khiến nhiều người thương vong. Từ thực tế trên, nhiều người không khỏi lo ngại về tình trạng trật tự giao thông tại đây. Nhất là vào tầm chiều tối trở đi, lưu lượng phương tiện di chuyển trên tuyến cao tốc càng đông đúc và phức tạp, thậm chí nhiều phương tiện còn đua vào làn đường khẩn cấp để vượt lên trước, gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Chưa kể đến lại còn xuất hiện tình trạng buôn bán tự phát gây hỗn loạn giao thông tại đây. Trước tình hình này, ngành chức năng đã ra quân kiểm tra, xử lý người dân tự ý dựng lều, che bạt, mua bán hàng hóa trong phạm vi tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đã phát hiện và lập biên bản xử phạt đối với 15 trường hợp. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên ra quân xử lý các trường hợp buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng lề đường, khu vực đường cao tốc. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tài xế đậu đổ xe không đúng nơi quy định. Được biết thêm, trung bình mỗi ngày tuyến cao tốc phục vụ 40.000 đến 50.000 lượt xe mỗi ngày đêm, khiến mặt đường quá tải hư hỏng. Hiện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo nghiên cứu phương án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lên 8 làn xe và 2 làn khẩn cấp, cùng với việc mở rộng các tuyến kết nối cao tốc theo kế hoạch. Sau 8 năm dỡ bỏ để xây dựng Metro số 1, Sở Quy hoạch Kiến trúc vừa có báo cáo về phương án tổ chức lại nút giao thông vòng xoay Nguyễn Huệ – Lê Lợi ngay trung tâm quận 1. Theo phương án được Sở trình bày, nút giao nêu trên sẽ được tái lập theo thiết kế hình tròn, bán kính 11,7m, nằm lọt trong hình vuông lát nền hiện trạng, đảm bảo phân luồng giao thông tại giao lộ Nguyễn Huệ – Lê Lợi, quận 1. Kinh phí thực hiện phương án thiết kế này dự kiến khoảng 500 triệu đồng. Được biết ngã tư Nguyễn Huệ Lê Lợi trước đây là một vòng xoay có tên Bồn Kèn, sau đó được sửa thành một vòng xoay giao thông có thêm tên gọi khác là Cây Liễu. Vòng xoay bị dỡ bỏ cách đây 8 năm để phục vụ thi công ga ngầm nhà hát thành phố của Metro số 1. Đến tháng 4 năm ngoái, mặt bằng tại ngã tư được hoàn trả sau khi nhà ga ngầm này cơ bản thi công xong. Mời quý vị cùng tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý trên thế giới. Những thông tin chính yếu tiếp theo: Tại sao Ba Lan từ chối cấp thị thực cho phái đoàn Nga dự hội nghị OSCE? Nga Trung tiến tới loại bỏ đồng đô la Mỹ trong thanh toán năng lượng. Phóng sự ngắn thế giới: người dân Litva đốt ngũ cốc để sưởi ấm. Phóng viên ở châu Phi đang tác nghiệp bị chú voi giờ lên đầu. Trong phần thể thao, cơn động kinh kỳ lạ của Ronaldo de Lima trước trận chung kết World Cup 1998. Y tế trong nước: tại sao nhiều trẻ liên tục ốm sốt sau đại dịch? Tiếp tục diễn biến trên chiến trường Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh mới đây cho biết các lực lượng Nga đang xây dựng phòng tuyến mới cách chiến tuyến hàng chục km, dường như là để chuẩn bị cho kế hoạch rút quân tiếp theo. Thông báo của Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ các đơn vị Nga đang dựng hệ thống hào chiến gần biên giới bán đảo Crimea và sông Seversky Donetsk ở miền đông Ukraine. Trong đó có một số địa điểm cách chiến tuyến khoảng cách 60 km. Điều này cho thấy các chiến lược gia Nga đang chuẩn bị cho những đợt phản công sắp tới của Ukraine, Bộ nhận định. Theo Bộ Quốc phòng Anh, sau khi rút khỏi bờ Tây sông Dnipro, các lực lượng Nga đã ưu tiên củng cố tuyến phòng thủ ở hầu hết các khu vực tiền tuyến, trong đó bao gồm tăng cường và mở rộng các cuộc tấn công vào Bakhmut, thành phố có hơn 70.000 dân ở Donetsk. Trong phát biểu gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mô tả các cuộc giao tranh tại Donetsk diễn ra như địa ngục. Thưa quý vị, theo truyền thông Nga, thì quan chức của nước này sẽ không thể tham dự cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE được tổ chức tại thủ đô Warsaw của Ba Lan vào tuần tới. Nguyên nhân là do Ba Lan từ chối cung cấp thị thực cho phái đoàn Nga. Trao đổi với hãng thông tấn TASS, ông Vladimir Zabarov là phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga xác nhận thông tin, đồng thời gọi đó là một phản ứng thái quá từ Ba Lan.
Theo ông Zrabarov, đại sứ Ba Lan tại OSCE, bà Barbara Bartus đã nói rằng việc cho phép các đại biểu Nga hoặc Belarus tham gia hội nghị là vi phạm nguyên tắc ủng hộ Ukraine. Nga đã tham gia OSCE kể từ khi Liên Xô ký Hiệp định Helsinki vào năm 1975. Ông Zrabarov dự đoán kịch bản tương tự vẫn sẽ diễn ra ở các lần họp tiếp theo của OSCE trong tương lai, gồm hội nghị ở Áo vào tháng 2 và ở Canada vào tháng 7 năm sau. Bộ Ngoại giao Ba Lan đã xác nhận với Reuters về việc từ chối cung cấp thị thực cho phái đoàn Nga dự hội nghị OSCE. Và sau đây là một số thông tin kinh tế hợp tác thương mại giữa các nước đáng chú ý. Thưa quý vị, dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, trang Ati cho biết, Moscow và Bắc Kinh đang dần tiến tới việc loại bỏ hoàn toàn đồng đô la Mỹ trong thanh toán năng lượng giữa hai nước. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Russia 24, Phó Thủ tướng Alexander Novak đã nói rằng, đối với Nga, Trung Quốc là một đối tác chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trong thương mại nói chung. Kim ngạch thương mại hai nước về dầu thô, khí đốt, than và điện trong năm nay đã tăng khoảng 10%. Theo Phó Thủ tướng Nga, cả hai nước đang hướng đến mục tiêu phát triển hơn nữa quan hệ thương mại song phương, đặc biệt là mở rộng tỷ trọng đồng tiền quốc gia trong các giao dịch năng lượng. Những năm gần đây, Nga và Trung Quốc đã tăng cường sử dụng đồng nội tệ hai nước trong các thỏa thuận chung như một nỗ lực thoát khỏi đồng đô la của Mỹ và đồng euro. Trong một cuộc thăm dò gần đây của công ty phân tích dữ liệu YouGov có trụ sở tại Anh Quốc, thì đa số người dân nước này cho rằng việc rời khỏi Liên minh châu Âu là một sai lầm. Vì theo khảo sát, hiện tại có khoảng 1/5 số người đã từng bỏ phiếu cho Brexit đang cảm thấy hối hận về điều này. Công ty YouGov thực hiện cuộc khảo sát từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 11. Theo đó, sự ủng hộ dành cho Brexit đang ở mức thấp nhất kể từ khi Vương quốc Anh rời khỏi EU vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Hiện nay có đến 56% người dân Anh cho rằng việc rời khỏi Liên minh châu Âu là một sai lầm. Trong khi đó, gần 52% cử tri đã bỏ phiếu cho Brexit trong cuộc trưng cầu dân Ý hồi năm 2016. Theo YouGov, năm 2017, dư luận nước Anh vẫn còn ủng hộ Brexit. Tuy nhiên, điều này giờ đây đã thay đổi khi trong số những người trước đây ủng hộ Brexit, có đến 19% tin rằng đó là một sai lầm của nước Anh. Trước đó, vào ngày 16 tháng 11, thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh Quốc, bà Swati Ringra đã khẳng định rằng khi EU đang phải đối mặt với khủng hoảng năng lượng và lạm phát tăng cao do xung đột Nga-Ukraine gây ra, thì nước Anh còn phải chịu nhiều thiệt hại hơn nữa do Brexit. Chính Brexit đã làm giảm đầu tư kinh doanh và hoạt động thương mại. Điều này khiến giá thực phẩm ở Anh Quốc tăng thêm 6% và người lao động bị mất khoảng 2,6% giá trị tiền lương. Không chỉ có năng lượng và lương thực, giá của một số mặt hàng khác như các sản phẩm gỗ đã tăng vọt sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Tại Litva, thì những nông dân đã phải lấy yến mạch do mình trồng để đốt sưởi ấm vì không đủ khả năng mua viên nén gỗ. Ông Petras Vitalis, 72 tuổi, cho biết viên nén gỗ, nguyên liệu đốt trong các lò sưởi đã tăng vọt lên 600 euro, tương đương với 622 đô la Mỹ một tấn, cao hơn gấp 3 lần so với năm ngoái. Nguyên nhân là do chính phủ nước này cấm nhập khẩu các sản phẩm gỗ từ Nga và đồng minh Belarus như một biện pháp trừng phạt liên quan đến xung đột ở Ukraine. Giá bán yến mạch là 240 euro mỗi tấn, với chi phí trồng là khoảng 100 euro. Nếu muốn mua một tấn viên nén gỗ, tôi cần bán được đến 6 tấm yến mạch. Chứng kiến yến mạch cháy trong lò sưởi, ông Vitalis không khỏi chạnh lòng. Như thể bánh mì đang cháy vậy, tôi sinh ra và sống là một người nông dân, cung cấp thực phẩm cho mọi người, thật đau lòng. Mặc dù vậy, ông Vitalis phải công nhận rằng yến mạch là loại ngũ cốc tốt nhất dùng để trộn với viên nén gỗ, giúp lửa trong lò sưởi vẫn cháy. Phóng viên Alvin Kaunda của hãng thông tấn KBC News mới đây, khi đang tác nghiệp tại Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã Seltrick ở Kenya, đã gặp phải một cảnh tượng không có trong kịch bản. Một chú voi từ đằng sau do muốn xuất hiện trên sóng truyền hình đã từ từ tiến lại gần, dùng cái vòi của mình sờ vào tai, tóc và mặt của anh. Cảnh tượng khiến tất cả đều bật cười. Mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip thú vị ngay sau đây. It is up to us to be guardians of our own natural world, save our wild species and provide a home. Xin chuyển sang các thông tin về thể thao. Thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 7 năm 1998 tại Paris, thì Brazil đã bước vào trận chung kết World Cup với đội chủ nhà Pháp. Trong số các vũ công samba, Ronaldo, cầu thủ mang áo số 9, là cái tên sáng nhất.
cầu thủ được mệnh danh là người ngoài hành tinh, đứng trước cơ hội lớn giành danh hiệu chiếc giày vàng. Tuy nhiên, Ronaldo bất ngờ bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu. Đám đông hiếu kỳ ngay lập tức phỏng đoán các nguyên nhân. Người bảo chấn thương đầu gối của Ronaldo trở nặng, người nói tâm trạng anh không tốt. Trên thực tế, cách đó chỉ vài tiếng thì Ronaldo đã bất ngờ lên cơn động kinh. Lý do là siêu sao Brazil lên cơn co giật ngay trước chung kết World Cup 20 năm trước với Pháp, đến nay vẫn còn là một bí ẩn với y học. Theo The Guardian, ngày hôm ấy, đội tuyển Brazil ăn trưa tại lâu đài Grande Roman rồi quay lại phòng nghỉ. Ronaldo chung phòng với Roberto Carlos, cạnh đó là Edmundo cùng Pro Riva. Đột nhiên, Ronaldo sụp xuống, toàn thân co giật không kiểm soát. Quá hoảng sợ, Roberto Carlos bắt đầu la hét. Đó là cảnh tượng gây sốc khủng khiếp, Edmundo kể lại. Từ phòng bên, anh nhanh chóng chạy tới, rồi đi gọi toàn bộ đồng đội đến hỗ trợ. Cầu thủ Cesar Sampaio là người đầu tiên sơ cứu cho Ronaldo. Với sự giúp đỡ của Edmundo, anh cho tay vào miệng Ronaldo để không cắn phải lưỡi. Khi đội ngũ y tế có mặt, Ronaldo lúc đó mới 21 tuổi, chìm vào giấc ngủ. Theo chỉ đạo, toàn bộ đội bóng giả vờ như không có vấn đề gì và giữ bí mật với Ronaldo về những gì xảy ra. Tỉnh dậy, Ronaldo đi uống trà. Lúc này, ban huấn luyện đã quyết định loại người ngoài hành tinh khỏi danh sách thi đấu. Song ông Lidio Toledo, bác sĩ đội tuyển Brazil, muốn cho Ronaldo một cơ hội. Ông đề nghị cầu thủ mang áo số 9 đi khám thần kinh và tim mạch. Nếu bác sĩ xác nhận Ronaldo được sức khỏe, anh sẽ được góp mặt ở trận chung kết. Vì lý do đó, trong lúc các đồng đội đến sân vận động Stade de France, Ronaldo tới bệnh viện Lilas. Kết quả cho thấy thần kinh và tim mạch của anh hoàn toàn bình thường, nên cuối cùng Ronaldo vẫn xuất hiện trên sân, bất chấp sự phản đối của một số cầu thủ. 20 năm trôi qua, nguyên nhân dẫn đến cơn động kinh của Ronaldo vẫn gây tranh cãi. Giả thuyết được ủng hộ nhất là nhà tài trợ đã ép người ngoài hành tinh thi đấu quá sức, dẫn đến vấn đề về sức khỏe. Ý kiến khác thì lập luận Ronaldo bị stress quá nặng hoặc cố tình giấu căn bệnh nào đó. Chính Roberto Carlos tiết lộ rằng anh thường xuyên thấy bạn cùng phòng khóc nức nở. Cũng có người cho rằng Ronaldo phản ứng với mũi tiêm ở đầu gối, thậm chí bị đầu độc. Thất bại ở chung kết World Cup năm 1998 đeo bám đội tuyển Brazil suốt 4 năm. Thế nhưng, là một ngôi sao lớn, Ronaldo vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc và cuối cùng đã đưa các vũ công Samba lên ngôi vô địch cao nhất ở World Cup năm 2002. Xin được chuyển sang cụm tin về y tế. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì nhiều dịch bệnh truyền nhiễm ở trẻ em đang có xu hướng diễn biến phức tạp, thậm chí ghi nhận nhiều ca tăng nặng và thời gian mắc bệnh kéo dài. Qua thống kê từ Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận hơn 3.130 ca mắc adenovirus từ đầu năm 2022 đến nay, trong đó có 9 ca trẻ tử vong. Tương tự, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày tiếp nhận 1.500 đến 2.000 trẻ mắc các bệnh hô hấp đến thăm khám. Lý giải về một trong các nguyên nhân, các chuyên gia y tế cho rằng tình trạng nợ miễn dịch trong thời gian giãn cách đã khiến hệ đề kháng của trẻ không được tập luyện, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh nhiều hơn khi xã hội mở cửa trở lại. Nợ miễn dịch là hiện tượng xảy ra do không tiếp xúc với vi khuẩn và virus một cách thường xuyên. Ngoài yếu tố khiếm khuyết miễn dịch thì thời tiết thay đổi, không khí ẩm, nóng lạnh thất thường cũng là nguyên nhân khiến nhiều trẻ liên tục ốm. Để tăng miễn dịch phòng bệnh cho trẻ, chuyên gia khuyến cáo phụ huynh tăng cường bổ sung dinh dưỡng, đặc biệt là sắt và kẽm vào khẩu phần ăn của trẻ, thường xuyên vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi cho con em. Mới đây, thì quận lớn nhất của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã ra thông báo kêu gọi người dân ở nhà vào cuối tuần này vì số ca nhiễm COVID-19 đang tăng cao tại nhiều thành phố của Trung Quốc. Sau nhiều tháng phong tỏa nghiêm ngặt vì đại dịch COVID bùng phát, đến nay chính quyền Trung Quốc vẫn duy trì chính sách không COVID và áp dụng nhiều biện pháp nhằm kiềm chế số ca nhiễm đang gia tăng tại các thành phố lớn. Theo Reuters, nhận định sự nghiêm ngặt này đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Trung Quốc, đồng thời khiến người dân nước này thất vọng và tức giận. Triều Dương là quận trung tâm của thủ đô Bắc Kinh vừa qua đã thông báo yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà vào cuối tuần này khi thành phố ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục trong một ngày là 466 ca vào hôm 17 tháng 11. Một số nhà hàng trong quận Triều Dương đã không còn phục vụ tại chỗ, các khu dân cư trong quận cũng thực hiện xét nghiệm COVID-19 hàng ngày. Ngày 18 tháng 11, Trung Quốc ghi nhận 25.129 ca nhiễm trên toàn quốc. Thành phố Quảng Châu, một trung tâm sản xuất và vận tải của quốc gia, đang là điểm nóng của đợt bùng phát hiện tại. Chính quyền Quảng Châu đã công bố kế hoạch xây dựng các bệnh viện dã chiến và khu cách ly với sức chứa gần 250.000 giường bệnh. Thành phố lớn khác là Trùng Khánh cũng chứng kiến đợt bùng phát đại dịch mạnh mẽ với 4.666 ca nhiễm mới.
Và ngay bây giờ là các thông tin về dự báo thời tiết cùng với chị Nhi Lê. Xin mời chị Nhi Lê. Chào quý vị đang đến với chuyên mục thời tiết bốn mùa. Thưa quý vị, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ thì do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên trời sẽ có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ thì sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 50mm. Nhiệt độ thấp nhất là từ 20 cho đến 23 độ, vùng núi thì có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất thì dao động từ 26 cho đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Còn tại khu vực miền Trung thì khu vực từ Quảng Trị cho đến Bình Thuận sẽ gia tăng mưa, mưa lớn xảy ra trên diện rộng, có thể kéo dài. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 cho đến 300mm, có nơi trên 300mm. Như vậy thì khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ trên các sông gây ngập úng vùng trũng thấp. Ngoài ra là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các vùng núi là rất cao. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa cũng có xu hướng gia tăng, tập trung về chiều. Cục bộ thì có những điểm mưa to trên 50mm. Còn từ sáng cho đến trưa mai vẫn có khoảng nắng nhẹ. Nhiệt độ ở các thành phố như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột dao động từ 27 cho đến 30 độ C. Còn thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở Nam Bộ sẽ không quá 32 độ C. Đến với phần du lịch ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu cho quý vị đến với Cà Mau, nơi cực nam của tổ quốc ta. Nơi đây thì sắp diễn ra một lễ hội vô cùng thú vị, gắn liền với đặc sản nơi đây. Đó là ngày hội cua Cà Mau lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề cua Cà Mau điểm hẹn văn hóa ẩm thực. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 12 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Và thưa quý vị, đến với lễ hội năm nay, với việc cua Cà Mau được Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam công nhận là top 100 món ăn đặc sản của Việt Nam, ban tổ chức sẽ dự kiến tổ chức các hoạt động ẩm thực liên quan đến cua và mời các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống tham gia chế biến 69 món từ cua Cà Mau, đồng thời kết hợp nhận bằng kỷ lục châu Á lẩu mắm U Minh. Và lễ hội cũng có nhiều hoạt động văn hóa thể thao bên lề để quý vị tham quan và thưởng thức. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị trong việc chọn lựa một địa điểm du lịch vào cuối năm nay. Và cuối cùng là những thông tin về thời tiết tại một số tỉnh thành trên cả nước. Và đến đây thì thời lượng của 365 toàn cảnh cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.